Có tuổi trẻ, khát vọng và nhiều sáng tạo, nên sinh viên là một trong những đối tượng nhanh nhạy nắm bắt cơ hội khởi nghiệp. Nhưng đây cũng là đối tượng cần nhiều sự hỗ trợ để những ý tưởng và dự án của họ đi xa hơn. Vì thế mà hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đã hình thành các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, mà hội trại sinh viên khởi nghiệp trong phóng sự sau đây là một ví dụ. Mô hình trang trại gà cái con đạt giải nhất chương trình khởi nghiệp quốc gia thuộc về nhóm sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Đại Nam. Sau hơn một năm ứng dụng vào thực tiễn, từ khu đất trống, trang trại hiện đã có cả nghìn con gà rừng được nuôi thành công tại Mộc Châu. Tương lai, vận hành theo mô hình từ trang trại đến bàn ăn. Và em muốn cung cấp giống gà rừng, gà cái con và bên cạnh đó là bảo tồn nguồn gen quý hiếm của giống gà này. Vì đây thuộc giống gà rừng đang bị săn bắt quá mức. Và từ đây thì chúng em muốn nhân rộng cái mô hình này để kết hợp là phát triển nông nghiệp và kết hợp phát triển du lịch. Chúng tôi đã gặp rất nhiều các nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư số vốn thậm chí gấp 20 lần so với lại cái vốn đầu tư ban đầu mà chúng tôi dự định. Vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Từ ý tưởng sơ khai cộng với tinh thần dám nghĩ dám làm của sinh viên đã đem lại nhiều sản phẩm có tính ứng dụng. Hàng chục dự án khởi nghiệp đã thành công từ những hội trại khởi nghiệp thường niên như thế này. Sinh viên ra trường được tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Nếu như những cái dự án khởi nghiệp nào mà khả thi thì doanh nghiệp sẽ trực tiếp đầu tư. Còn nếu khả năng mà có những dự án khả thi nhưng nhà trường có thể đầu tư được là nhà trường sẵn sàng đầu tư để cho các em khởi nghiệp. Hội trại sinh viên khởi nghiệp lần này diễn ra đúng thời điểm 10 năm thành lập Đại học Đại Nam. Sớm đưa sinh viên tiếp cận thị trường, tạo lập tư duy quản lý và kinh doanh, giúp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Những hoạt động thiết thực từ hôm nay trở thành hành trang cho các bạn trẻ để đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới.